chào mừng mọi người đến với kênh Tin Tức Nóng Chọn Lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho các bạn những phần tin thú vị, hấp dẫn mà hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ của mọi người nữa, chúng ta hãy bắt đầu đối với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Lý do xe bồn cháy gây sập cao tốc Mỹ. Tài xế mất lái khiến xe bồn chở xăng lật khi qua đường chui, tạo đám cháy dữ dội gây suy yếu kết cấu và làm sập một phần cao tốc phía trên. Mike Caron, lãnh đạo cơ quan giao thông vận tải bang Pennsylvania, Mỹ hôm 12 tháng 6 cho biết tài xế xe bồn chở xăng mất lái khi vào khúc cua ở đường chui bên dưới tuyến cao tốc liên bang 95, I-95 vào sáng sớm 11 tháng 6. Sự cố làm xe lật ngang, vỡ bồn chở xăng, tạo tia lửa gây ra đám cháy lớn. Vụ cháy khiến một phần đường thủ tuyến I-95 phía trên sập hoàn toàn. Tài xế xe bồn được cho là đã thiệt mạng sau vụ cháy, nhưng giới chức chưa xác định được danh tính người này. Cảnh sát bang Pennsylvania tìm thấy một thi thể tại hiện trường và đang chờ pháp y xác minh liệu đây có phải là tài xế hay không. Ông Caron cho hay phần đường cao tốc này đã đi vào vận hành 10 đến 12 năm và vẫn ổn định trước khi vụ cháy xảy ra. Ông nhận định nguyên nhân đoạn cao tốc bị sập là do sức nóng quá lớn từ đám cháy xe bồn ngay bên dưới, kéo dài khoảng 1 giờ. Theo Abia Hayer, giáo sư về kỹ thuật kết cấu thuộc Đại học Rysel, nhiệt độ cao từ đám cháy phía dưới hoặc tác động từ vụ nổ bồn chở xăng có thể làm suy yếu các dầm thép của đường cao tốc phía trên. Giáo sư Ahayer cho biết những đoạn đường trên cao như vậy thường không được thiết kế để chống cháy. Ngay cả khi nó được phủ lớp sơn chống cháy, các dầm thép vẫn có thể suy yếu khi lửa quá lớn. Phát ngôn viên cơ quan giao thông vận tải bang Pennsylvania Rod Rudon cho biết đoạn bị sập của cao tốc I-95 được xây dựng trong dự án tái thiết trị giá 212 triệu USD cách đây 4 năm. Hồi đầu năm nay, giới chức Pennsylvania đã đánh giá đường cao tốc này vẫn trong tình trạng tốt và lên kế hoạch tiếp tục kiểm tra vào năm 2025. Thống đốc Pennsylvania John Shapiro cho biết quá trình sửa chữa cao tốc I-95 sẽ mất một vài tháng. Theo Joseph Chauffeur, giáo sư từng công tác tại Đại học Norwich, thách thức lớn nhất của giới chức Pennsylvania trong quá trình sửa chữa cao tốc này phải đúc những dầm thép chịu lực dài hơn 30 mét. Họ sẽ phải tìm lại hồ sơ công trình hoặc tự đo đạc để đúc dầm có độ dài chính xác, trong khi quá trình tìm nhà thầu đúc lẻ số dầm này cũng mất nhiều thời gian. Tin tiếp theo, kỹ năng của chị cả giúp ba em sống sót 40 ngày trong rừng Amazon. Trong 40 ngày lang thang trong rừng sau vụ máy bay rơi, chị cả Nestle, 13 tuổi, đã vận dụng mọi kỹ năng sinh tồn để bảo vệ và giúp ba em sống sót. Nestle cùng Solani, 9 tuổi, và hai em cùng mẹ khác cha là Tiennorio, 5 tuổi, và Christine, 11 tháng tuổi, ngày 1 tháng 5 bước lên chiếc máy bay cỡ nhỏ Cessna 206 của hãng hàng không Avianline Charter rời khu vực rừng rậm Araraquara để đến San José de Guaviare, một trong những thành phố lớn của Colombia ở vùng Amazon. Đi cùng bốn em còn có mẹ Mandalena Mucutui Valencia, thủ lĩnh thổ dân Herman Mendoza Hernandez và phi công. Tuy nhiên, máy bay sau đó gặp sự cố động cơ và lao xuống rừng rậm Amazon, khiến ba người lớn thiệt mạng. Sự thao vác của chị cả Lily cùng lòng dũng cảm và trí thông minh của các em đã giúp cả bốn đứa trẻ sống sót suốt 40 ngày sau đó trong rừng đầy dã thú rắn độc. Bố của các em Manuel Ranoe cho hay Valencia bị thương nặng sau khi máy bay rơi nhưng vẫn tiếp tục sống được 4 ngày trước khi yêu cầu các con rời đi để tìm người giúp. Trong khi đó, Narciso Mucutui, ông ngoại của Leslie, lại kể một câu chuyện khác. Theo ông Mucutui, ba người lớn trên máy bay thiệt mạng ngay lập tức khi nguy cơ đâm xuống đất, còn bốn đứa trẻ ngồi ở phía sau sống sót. Khi Leslie phát hiện mẹ đã chết, con bé cũng trông thấy bàn chân của em gái nhỏ tuổi nhất, Christine, thò ra nơi ba người lớn tử vong và kéo em ra ngoài. Ông Mucutui kể trong video được Bộ Quốc phòng Colombia công bố ngày 12 tháng 6. Bộ Quốc phòng Colombia xác định Leslie là yếu tố chủ chốt đảm bảo sự an toàn của các em trong những ngày sau đó.
Con bé lập tức nhận ra em hai và em ba bị thương nên đã mở túi của mẹ, lấy quần áo, xé ra và băng bó cho các em. Ông nội cho hay khi ở trong bệnh viện Bogota, nơi các em đang được chăm sóc, Leslie sau đó tìm trong xác máy bay và phát hiện túi đựng 3 cân bột sắt mà thủ lĩnh thổ dân Hernandez mang theo. Các em đã sử dụng số bột sắn này trong 4 ngày ở lại cạnh máy bay, đợi người tới cứu. Khi bột sắn hết, đám trẻ quyết định thử tìm cách thoát khỏi khu rừng nhiệt đới, nơi luôn có thú dữ và phiến quân của vũ trang rình rập. Leslie nói bốn em cứ đi thôi và để lại manh mối, để có người đi tìm và sẽ nhận ra. Các cháu để lại dấu vết mỗi nơi ngủ lại, Mukutui cho hay. Suốt năm tuần lang thang trong rừng sau đó, các cháu đã ăn quả cọ, xài dại, trái cây trong rừng. Tướng Pedro Sanchez, người phụ trách chiến dịch của lực lượng đặc nhiệm Colombia nói. Gia đình cho hay các cháu đã nhặt quả Kuma Marocapa, một loại trái cây màu trắng, vị ngậy như kem để ăn, cùng Erocarpus Bacaba, trái cây nhỏ màu tím giống quả mận. Đây là những loại quả rừng mà Leslie biết rõ là không có độc nhờ các trò chơi sinh tồn được bà ngoại dạy từ bé. Luis Acosta, thành viên nhóm tìm kiếm thuộc tổ chức thổ dân Colombia cho hay các em cũng ăn hạt, rễ cây và các loại thực vật khác mà chúng xác định có thể ăn được. Những thứ này đủ để giúp các cháu sống sót nhưng không đủ dưỡng chất khiến cơ thể các cháu yếu dần đi. Leslie mang theo chai nước soda lấy từ máy bay và men theo con đường gần sông để luôn có thể có nước uống. Henry Guerrero, thành viên nhóm tìm kiếm người bản địa, nói các em cũng tìm thấy một gối đầu cứu trợ được trực thăng quân đội thả xuống khu rừng. Guerrero cho hay ngoài chai nước, Leslie còn mang theo một chiếc vali đựng vải dù, khăn tắm, đèn pin và vài bộ quần áo. Những đứa trẻ sử dụng số vật dụng này để dựng nơi trú ẩn mỗi khi di chuyển. Các em trải khăn tắm trên mặt đất để ngủ vào ban đêm. Leslie cũng mang theo hai điện thoại di động, có lẽ để giúp em quên đi nỗi sợ vào buổi tối cho tới khi điện thoại hết pin, bởi trong rừng không có tín hiệu để gọi điện cầu cứu. Trong vali, Leslie còn mang theo một hộp nhạc đồ chơi. Nhờ tài lãnh đạo và lòng can đảm của Leslie mà ba em nhỏ mới có thể sống sót với sự chăm sóc và vốn hiểu biết về rừng rậm của chị. Theo Guerrero, Leslie cực kỳ thông minh khi chọn những đồ thiết yếu nhất để mang theo trong vali. Acosta cho hay chị cả hiểu rất rõ về khu rừng, còn các em đều là người dân tộc Hutoto, vốn học cách sinh tồn trong khu rừng từ nhỏ. Chúng biết rõ thứ gì ăn được, thứ gì không, chúng sống sót nhờ điều đó và nhờ sức mạnh tinh thần, Acosta nói. Quá trình phục hồi của các cháu đang diễn ra theo dự kiến và cần thêm tới 2 đến 3 tuần nữa, Kakaset nói. Tin tiếp theo, Mỹ lo Triều Tiên chuyển thêm vũ khí cho Nga. Mỹ lo ngại Triều Tiên đang lên kế hoạch cung cấp thêm vũ khí cho Nga sau khi ông Kim Jong-un tuyên bố tăng cường hợp tác chiến lược song phương. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 12 tháng 6 cho biết nước này xác nhận Triều Tiên đã hoàn tất chuyện vũ khí, trong đó có rocket và tên lửa, cho tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner vào tháng 11 năm 2022, bất chấp Bình Nhưỡng nhiều lần phủ nhận thông tin. Chúng tôi lo ngại rằng Triều Tiên đang lên kế hoạch cung cấp thêm thiết bị quân sự cho Nga. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, song chưa nêu chi tiết loại vũ khí cũng như cung cấp bằng chứng liên quan. Bình luận được đưa ra sau khi lãnh đạo Kim Jong-un bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác chiến lược giữa Triều Tiên và Nga, đồng thời nhận định quan hệ hữu nghị song phương là tài sản chiến lược quý giá. Sau khi chiến sự Nga-Ukraine bùng phát, Triều Tiên củng cố mối quan hệ và bày tỏ ủng hộ Nga. Triều Tiên cáo buộc hành vi độc đoán và báo quyền của Mỹ và phương Tây là nguyên nhân khiến xung đột bùng phát. Giới chức Mỹ hồi tháng 3 tuyên bố có thông tin mới rằng Nga tìm cách mua thêm đạn từ Triều Tiên, đồng thời gợi ý đổi lương thực lấy vũ khí. Cùng tháng, Mỹ trừng phạt một công dân Slovakia bị nghi dàn xếp thương vụ bán hơn 20 loại vũ khí, đạn dược giữa Triều Tiên với Nga. Triều Tiên và Nga nhiều lần bác nhận định của Mỹ, trong đó có thông tin Bình Nhưỡng chuyển vũ khí cho Wagner. Giới chức Nga gọi đây là tin giả, lãnh đạo Wagner Gennady Rigozhin tuyên bố đây là tin đồn và phỏng đoán. Triều Tiên cáo buộc Mỹ cố gắng bôi nhọ hình ảnh của họ bằng cách vẽ ra những thứ không tồn tại. Bản tin thứ tư, NATO diễn tập không quân lớn nhất lịch sử. NATO tổ chức diễn tập không quân chưa từng thấy, với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ và hàng trăm máy bay.
diễn tập không quân Air Defender 23 của NATO khai mạc ngày 12 tháng 6 và dự kiến kéo dài tới 23 tháng 6 với sự tham dự của 10.000 binh sĩ và 250 máy bay từ 25 quốc gia. Lực lượng tham gia diễn tập sẽ thực hành kịch bản đáp trả cuộc tấn công nhằm vào một quốc gia thành viên NATO. Các hoạt động diễn ra trên bầu trời châu Âu dưới sự điều phối của không quân Đức. Air Defender 2023 là đợt diễn tập tái điều động lực lượng lớn nhất của NATO kể từ khi thành lập. Hoạt động này được nhiều nước, đặc biệt là Mỹ, dành ưu tiên cao về ngân sách và liên lạc điều phối chiến lược. Những chuyến bay với cường độ cao của hàng trăm phi cơ cùng các hệ thống phòng không và nhiều khí tài khác sẽ thu hút sự chú ý của truyền thông, không quân Mỹ cho hay. Thụy Điển, quốc gia đang nộp đơn gia nhập NATO cùng Nhật Bản sẽ tham dự Air Defender 2023. Giới chức các nước thành viên NATO thông báo cuộc diễn tập có thể gây gián đoạn cho một số chuyến bay dân sự qua châu Âu trong thời gian diễn ra. Đây sẽ là cuộc diễn tập gây ấn tượng mạnh mẽ với bất cứ ai theo dõi. Cuộc diễn tập sẽ chứng minh tính linh hoạt và khả năng hành động của lực lượng phản ứng nhanh thuộc Liên minh quân sự NATO. Đại sứ Mỹ tại Đức, Amy Goodman nói hôm 7 tháng 6, NATO lên kế hoạch cho Air Defender 23 từ vài năm trước. Sau khi chiến sự Nga-Ukraine bùng phát hồi tháng 2 năm 2022, Liên minh nhận định cần chuẩn bị nghiêm túc cho khả năng xảy ra một cuộc tấn công vào lãnh thổ của các quốc gia thành viên. Lãnh thổ NATO là rằng ranh đỏ và chúng tôi sẵn sàng bảo vệ từng tấc đất. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không thực hiện chuyến bay nào hướng về Kaliningrad, do đó cuộc diễn tập này chỉ nhằm mục đích phòng thủ. Trung tướng Đức Ingo Rehat tuyên bố đề cập tới vùng lãnh thổ hải ngoại của Nga nằm ven biển Baltic, giáp với hai thành viên NATO gồm Ba Lan và Litva. Vậy thì bản tin thứ 5 là bản tin cuối cùng trong video series tin tức nóng chọn lọc của mình hôm nay, cũng là bản tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Vậy để biết được bản tin thứ 5 hay và thú vị như thế nào thì chúng ta hãy bắt đầu với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha cả nhà. Lính Ukraine kể về bức tường thép của Nga. Binh sĩ Ukraine mô tả tiếng phòng thủ tầm xa của Nga giống như bức tường thép khiến các đoàn xe thiết giáp không thể thiên thủng. Đợt tấn công bắt đầu hôm 8 tháng 6 với khoảng 100.000 quân nhân, hai xe tăng chiến đấu thủ lực Leopard 2A6 và nhiều xe chiến đấu bộ binh M2A2 Wrangler do Mỹ sản xuất. Một binh sĩ Ukraine tham gia trận chiến kể với WSG. Kế hoạch của họ là hiệp đồng với hai mũi tiến công khác để tiến công vào thị trấn Totmash do Nga kiểm soát ở phía nam tỉnh Zaporizhia. Ngay khi trung đoàn Ukraine vượt qua con đường ở ngoại ô thị trấn Manla Totmash, pháo phản lực BM-21 Brak của Nga bắt đầu bắn phá dữ dội vào đội hình của họ, trong khi toàn bộ cánh đồng xung quanh bị cài mìn. Trực thăng và tiêm kích Nga cũng liên tục quần thảo ở khu vực gần đó. Đội hình của chúng tôi không tiến được quá 3 km, qua đó một xe tăng Leopard trúng đạn và bị vô hiệu hóa. Đối phương đã chờ sẵn trong các công sự kiên cố, phòng tuyến đó giống như bức tường thép, thật đáng sợ, binh sĩ Ukraine 28 tuổi nhớ lại. Quân đội Nga đã dành nhiều tháng để xây dựng tuyến phòng thủ đa tầng ở tỉnh Zaporizhia, nhằm nâng nguy cơ lực lượng Ukraine cắt đứt hành lang trên bộ, nối từ vùng Donbass đến bán đảo Crimea. Đội hình trống trải ở Zaporizhia cũng khiến các đơn vị thiết giáp Ukraine dễ bị phát hiện và tập kích bằng nhiều loại hỏa lực từ trước khi họ tiếp cận. Các quan chức Ukraine không đề cập nhiều tới tiến độ phản công, nhưng khẳng định chiến dịch này sẽ mất nhiều thời gian và thương vong là điều không thể tránh khỏi. Trước chiến dịch phản công, các nước phương Tây đã viện trợ lượng vũ khí trị giá hàng tỷ USD cho Ukraine, đồng thời huấn luyện hàng chục nghìn quân nhân cho nước này. Kiev cần chứng minh với các đối tác rằng nỗ lực đó có thể chuyển hóa thành những bước tiến lớn trên chiến trường. Giới phân tích quân sự phương Tây cho rằng cuộc phản công chính còn chưa bắt đầu khi phần lớn vũ khí hiện đại do Mỹ và đồng minh cung cấp vẫn vắng bóng trên các mặt trận. Một số đơn vị Ukraine ở rìa phía đông tỉnh Zaporizhia tuyên bố họ đang nắm lợi thế. Trưởng xe rà phá mìn có biệt danh Finn nói rằng lực lượng hải quân đánh bộ Ukraine đang chiếm được vài khu vực nhỏ gần làng Velika Novosinka ở tỉnh Donetsk, giúp họ tăng cường sĩ khí. Chúng tôi chắc chắn sẽ chịu thương vong, nhưng luôn tìm cách khiến đối phương tổn thất nhiều hơn. Finn nói thêm rằng điều kiện ẩm ướt ở khu vực này đặt ra nhiều thách thức với khí tài do phương Tây cung cấp.
Sau hai tuần mưa không ngớt, những xe thiết giáp kháng mìn, mắc rồ do Mỹ chế tạo đôi khi bị sa lầy trên nền đất mềm do gầm quá thấp. Chúng được thiết kế cho tác chiến đô thị và sa mạc. Chúng tôi thường phải đánh vật với chúng khi vận hành. Finn cho hay, các lữ đoàn nắm đấm thép được Urina xây dựng và trang bị theo chuẩn NATO cũng gặp khó khăn vì một số sĩ quan chưa được huấn luyện đầy đủ, thiếu kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Họ thường mất phương hướng trong những tình huống căng thẳng, Finn thừa nhận. Philip O'Brien, giáo sư nghiên cứu chiến lược ở Đại học St. Aurel ở Scotland nói rằng Urina phải chịu bất lợi lớn vì không thể kiểm soát bầu trời. Suốt hàng chục năm qua, không có quân đội nào tìm cách tấn công vị trí phòng thủ kiên cố khi chưa giành được ưu thế trên không. Nhiều người quên rằng Urina đang phải đối mặt với tình cảnh khó khăn như thế nào, ông nói. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video. Cả nhà hãy cho kênh của mình, ủng hộ kênh của mình bằng cách cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật cái chuông để nhận được những thông báo khi chúng mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ thay mặt cho ekip của Tin Tức Nóng Chọn Lọc ngày hôm nay thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua và mong và các bạn sẽ luôn đồng hành và ủng hộ của mình thời gian sắp tới nhé cả nhà. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt tất cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà vào những bản tin tiếp theo nha. Bye bye.